Thoải mái. Đau không? Dạ. Thoải mái. Thoải mái. Nè, một cái nè. Đau quá lỏng. Thấy không? Thấy Tuấn? Dạ. Thì đúng. Đây nè. Thấy không? Ừ. Này, hai bên dưới cái xương coi đầu gối nè. Hai đầu gối rồi. Ngay nó thấy nó lõm vô không? Ừ. Nè. Rồi nó sẽ đưa lên YouTube. Có liền. Tuấn Nguyễn có trên gì vậy? Thì có. Thấy không? Rồi đúng. Bắt đầu cái huyệt này nè. Ừ. Đau phải không? Rồi một góc đó nữa. À, thì mày nếu để Tuấn không rành á. Hai cái trên này với hai dưới này với cái dưới này. Cái này này túc tâm lý nè. Rồi. Thì Tuấn đo bằng cái bàn tay, anh để bàn tay lên. À, Tuấn đo vậy không? Dạ. Cái ngón tay đó của tay dính đâu á nè, bấm vô anh đau nè. Ừ. Đau không? Đau phải không? Rồi. Rồi. Nó không có thông máu xuống. Đó. Xoa dầu vô. Đau không? Đau nhiều phải không? Ok, vậy là tốt. Nó đau rồi nó đúng rồi. Rồi bây giờ tam âm dao nè. Rồi. Cái bàn tay nè, đặt vô cái ngón này nè. Cái lằn này nè, thấy rồi. Cái lằn không? Cái lằn này. Dính ở đâu á là bấm vô. Đau phải không? Thấy chưa? Giật liền phải không? Dạ. Đó. Nè, vô đâu móp đó nè, thấy không? Rồi, thấy móp rõ ràng. Sao? Những khi chúng có chừng có động muối rồi đó. Rồi, xong xuôi mình sưng sưng rồi không? Tuấn để cái chân phải không? Dạ. À, khoa dầu để làm sao? Rồi, sao? Cái nhượng đó sao? Cái nhượng nè. Đây, giật không? Anh giật không? Đó. Chịu đau nha, phải chịu đau. Chịu đau nè, nó mới hết nè. Giật nè Tuấn. Rồi vuốt nè, hai tay nè, thấy không? Hai tay vuốt, anh đừng lấy gồng cho nó. Vuốt hai tay. Để thẳng thì đi theo hai chân trên này nè, thấy không? Ừ. Chúc mà cơm chưa? Chúc ăn. Chúc anh thấy cái chân không có mà nhau cơm chưa Minh? Tôi mới ăn xong đó chứ, tôi mới chạy đó. Không thôi, chưa anh không. Anh đừng có lấy gồng vậy đó. Đừng gồng, thoải mái. Rồi anh cứng quá này, cứng cái chân. Thả lỏng. Anh thả lỏng, bác thả lỏng không? Này cứng quá. Không thấy đâu. Thả lỏng. Rồi, cứng phải làm với cái huyệt này. Rồi, quỳ dúng tiền. Anh để thì lắc cái chân cho em coi. Để lắc cái chân. Rồi nếu mà cái chân đi không nổi dở không lên á, yeah. Mình đưa bàn tay mình cứ vuốt như này nè, thấy chưa? Yeah. Đó, vuốt nè, cho cái hai gân rồi sau cái bắp chuối á là cái chỗ mình dở lên không nổi á, đó. Đây qua đây gặp chú. Đỡ. Đó. Đó. Ông trên khiến cho mình gặp. Phước chủ mạnh thầy. Đó. Rồi đang đưa chân này nữa nha. Rồi, cái chân này không bằng cái không bằng chân này. Cái chân mặt nãy hơn nè. Chân mặt nó cứng, nó bị săn á. Ừ. Này nó nhẹo nhẹo à, thấy không? Chân là nó bị hả chú Minh? Dạ tại vì á anh cứ đi anh bị đau, anh dở không lên, anh chịu cái máu nó không có thông. Ừ. Bên này máu không thông. Chịu cái chân hoài. Ừ. Đi như có tật nha. Dạ đi như có tật đúng rồi. Bao lâu mới nghĩa là thầy trị là hết luôn hả? Dạ, có thể làm đỡ, nếu mà ví dụ như ở nhà chị kêu đứa nào nó mạnh tay á, lên những cái huyệt hồi nãy em làm. Bỏ này, bỏ này chị. Tuấn Nguyễn chị. Em làm, em có kỹ chị. Có, vô. Đó, bị rồi, dễ lắm. Vô tiếp. Đó, vô tiếp, Tuấn Nguyễn có tin. Chị có, chị có. Theo, việc sao? Nhưng mà cái này cái bài hữu dụng. Đau lắm. Đau nhưng mà là đau nó tốt chân phải không? Ừ. Ông chịu riết là cái chân bên mặt chúng mình đó. Tại vì á, anh cứ chịu là cái chân này nó đang nặng hoài à. Máu nó không có thông. Đáng chịu đau, anh đâu đáng chịu đau. Đáng chịu đau. Khúc nào nhiều là... bên này hết nhưng mà cái nhượng này. Cái huyệt đây này. Đây ở giữa nè, giữa cái lòng này nè. Giữa cái lòng. Một chút nữa ông bác đứng dậy á gì. Chú làm sao Phước thấy xong về bắt người mở chút con có người con anh đừng lấy gồng anh thả lỏng thả lỏng anh thả lỏng cái chân không vậy còn là còn ngon á chân vậy là còn chưa đến độ nào biết được còn phản xạ là còn ngon thấy chưa giật vô là chân lắm thì phản xạ nó mới còn chứ không phản xạ là kẹt tiêu nó còn quá tề cứng luôn anh quay lưng chị đi chị lui đi chứ anh đi quay này chưa quay nữa quay nữa chị còn đang đi không thấy không
Ngay đây nè, thấy chưa? Nè. Dạ. Ông ấy giật nè, thấy chưa? Dạ, phải bóp cái đó. Không, mình nói là cái huyệt đó đó. Dạ. Túng kéo xuống nè, thấy không? Mày nhớ mở nhạc không có giật chứ mày. Đó. Đây thấy không? Dạ. Thấy không? Giật dạ. Thấy không? Ờ, bóp cái đó giật. Là chân ông còn quất cái huyệt này là cái huyệt. Rồi, kích thích cái chân. À. Ông còn quớt được rồi là đỡ. Ê mày, trảng với mày khác ngành đúng mày? Trảng nó là châm chú. Ủa, nhưng mà nó cũng rình cái nó này. Nó châm giỏi lắm á, nó châm là châm tê khét, khét bóp. Bữa nào rồi. Mày về, mày đi Việt Nam, tao kêu mày xuống đó, mày học, mày lên về, mày châm chỉ có 3 bài thôi. Áp huyết cao, áp huyết thấp, yeah. Bài tê liệt, rồi xong. Ê, nửa người nó làm hết. Nửa người mặc lên. Ở Tân Trụ, chợ Tân Trụ. Tân Trụ luôn, Tân Trụ Long An à. Tao thủ thừa. Thủ thừa. Dạ đi bình thường thôi. Đi được, anh đi tự nhiên. Rồi coi cho anh coi, anh coi. Trời ơi, ngon lành luôn, hồi nãy đi sập sệ giờ đi cứng rồi. Dạ coi đi lui luôn nữa. Rồi, anh coi chân lên đó, anh bước đó, anh đi lui. Đi lui, đi lui, đi phục lui luôn. Đó. Rồi anh coi chân lên giống như đi. Rồi đi ngon lành, hồi nãy đi cà rề rề giờ đi ngon lành rồi. Mấy lớn nó làm cho anh. Rồi chơi ra, đây mày ngồi đây mày. Để biểu đường tiếng nó mở ra nó coi. Có quên. Cái này phải reflex gì không? Dạ, à, thì đó giống như là tụi là như, không phải đó là ngữ y của vua Tử Đức. cái này như là cry practice đó bác. Dạ, giống như cry practice hơn. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái này là thuộc loại đông y. Còn tụi tụi kia thì nó làm. Nhớ đâu rồi, tây. Nhớ đâu rồi. Liễm lên đâu. Không nhớ đâu còn chiếc nữa. Tối nay anh làm ba sáng vậy anh thấy cái chân anh khỏe. Cảm ơn thầy nhẹ. Rửa tay đi mày, rửa tay. Rửa tay nè, đây nè. Đây có xà bông luôn, trong đây nó đông mày. Đấy, đây một tiền thôi. Hẹp chứ, dọc tiền ở đây giống như là anh em ruột kéo mà. Tướng nó quay mình luôn.